Hello, xin chào tất cả những người bạn rất là tuyệt vời của Huy Cường trên Facebook. Chúc cho cả nhà một ngày mới tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Cường là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh theo mạng và khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình có thể hội tụ huấn luyện và đào tạo 1102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và nickname của Cường là Cường Phù Thủy, bởi vì Cường có niềm tin là bất cứ người nào kết nối với Cường, kết nối sâu đều có được sức khỏe, giàu có, tự do và an lạc và hạnh phúc. Cường đang vừa mới tập luyện chạy và đi bộ xung quanh cái công viên Tao Đàn tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và sau khi làm một số những cái nghi thức, đọc những cái bản tuyên bố, hiện nay là trong người nó đầy năng lượng. Đấy, và chia sẻ lên Facebook livestream, chia sẻ với cả nhà một chút. Đấy, bao nhiêu trong số các bạn muốn thay đổi cuộc đời thì nói tôi. Đấy, bao nhiêu trong số các bạn muốn được rằng biết được chính xác cái gì nó sẽ giúp thay đổi cuộc đời của mình thì nói tôi. Bao nhiêu trong số các bạn cuộc đời đã tốt đẹp rồi nhưng mà muốn tốt đẹp hơn nữa, đã giàu có rồi giàu có hơn nữa, đã thành công rồi thành công hơn nữa, thì comment nói tôi. Và Cường sẽ chia sẻ cái điều gì, tại sao mà Cường đặt một cái tít là chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời, đúng không? Tại sao là chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời, đúng không? Người comment giúp Cường, nó chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì là đem công việc đến cho người bần cùng và mang cơ hội đến cho người ham muốn. Mang cơ hội đến cho người ham muốn. Đó. Comment giúp Cường nhá. Cả nhà comment giúp Cường, đem công việc đến cho người bần cùng và đem cơ hội đến cho người ham muốn. Chỉ có cơ hội thì nó mới có thể thay đổi được cuộc đời. Ngày xưa Cường ra trường, tốt nghiệp năm 1998, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, thi tuyển vào Báo Nhân dân, sau đó làm phóng viên và biên tập viên của Báo Nhân dân. Đến năm 29 tuổi lấy vợ, tức là năm 2005, sau 7 năm lấy vợ mới giật mình, thôi chết rồi, không có tiền đi trăng mật. Không có tiền để đi trăng mật. Ồ, làm 7 năm trời tại một cái cơ quan mà, tại một cái cơ quan nhà nước, một cái tờ báo được gọi là tờ báo lớn nhất, cả nhà đúng không? Thế không? Được gọi là tờ báo lớn nhất của Việt Nam. Nó là một công việc rất tốt, rất nhiều người mơ ước bước vào 71 hàng chống, cái cây đa nó rất là đẹp, cây đa đấy cho đến bây giờ nó đâu đó khoảng 360 tuổi, rất là đẹp. Nhưng mà mất 7 năm không có tiền đi trăng mật, sau đó mỗi tháng được hơn 10 triệu thì cả nhà hình dung ra ở cái đất Hà Nội mà mỗi tháng hơn 10 triệu thì làm được cái điều gì, đúng không? Thế sau đó 2008 thì sang tập đoàn dầu khí, cả lương cả thưởng một tháng đâu đó 24 triệu, cũng không giải quyết được vấn đề gì, không giải quyết được vấn đề gì, cuộc đời nó không thể thay đổi được. Đấy, mặc đấy Cường đã làm hai cái công việc, nếu mà làm nhà nước ấy thì có thể nói đấy là hai cái công việc mà nhiều người mơ ước. Làm tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thì cả nhà, theo cả nhà có đúng là nhiều người mơ ước không? Rất là nhiều người mơ ước, nhưng cuộc đời nó không thay đổi được. Và sau này Cường mới phát hiện ra, Cường phát hiện ra là chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời. Chỉ có cơ hội. Có những người thì đã chuẩn bị cho mình một cái sự sẵn sàng để tìm kiếm cơ hội. Có những người thì đi tìm cơ hội. Có những người thì đã chuẩn bị những nguồn lực sẵn sàng để đón nhận những cơ hội ấy. Nhưng mà có những rất là nhiều người, bởi vì không có sự chuẩn bị, không có sự mong muốn, không có sự khát khao và giả vờ hài lòng với những gì đang có. Có rất là nhiều người giả vờ hài lòng với những gì đang có, đúng không? Bao nhiêu trong số các bạn có những cái trải nghiệm hoặc là biết những cái người xung quanh mình giả vờ hài lòng với những gì đang có. Rất là nhiều người bảo ôi, công việc khi mà được chia sẻ cơ hội gì đó và mình bận lắm rồi bla bla bla, đúng không? Nhưng mà chỉ đặt một câu hỏi, thế bạn có muốn có 100 triệu một tháng không? Bạn có muốn có tự do không? Bạn có muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không? Bạn muốn có người phát triển không? Thế là họ nói muốn. Thế nhưng mà sau đó thì chia sẻ cơ hội thì họ nói là gì? Bận lắm, bla bla. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giả vờ hài lòng với những gì mình đang có. Nó phải hỏi bản thân mình xem có thực sự muốn hay không. Bao nhiêu số các bạn có những trải nghiệm là thấy có rất là nhiều người giả vờ hài lòng với những gì mình đang có. Vì vậy là chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời. Thế nào là một cơ hội? Một cơ hội có nghĩa là điều đầu tiên, nếu là cơ hội kinh doanh thì phải trả lời cho mình cái câu hỏi mình kiếm được bao nhiêu tiền và kiếm tiền trong bao nhiêu lâu. Đó. Tức là kiếm được bao nhiêu tiền nó phụ thuộc vào quy mô,
mình kiếm được bao nhiêu tiền nó phụ thuộc vào quy mô, nó phụ thuộc vào khả năng mình giúp đỡ được bao nhiêu người, nó phụ thuộc vào vấn đề mình giải quyết, vấn đề nó nhỏ hay là vấn đề lớn, trên diện hẹp hay là trên quy mô lớn. Nếu một cơ hội nó giúp cho mình giải quyết vấn đề lớn trên quy mô lớn cho nhiều người thì đấy là một cơ hội thực sự. Nếu là một cơ hội nó trả lời cho mình câu hỏi là kiếm được bao nhiêu tiền, có nghĩa là nó không bị giới hạn. Mình muốn kiếm được bao nhiêu tiền là phụ thuộc vào mình và năng lực của mình. Đấy là, và mong muốn và năng lực của mình, và tận dụng sử dụng tất cả các nguồn lực của mình và những cái nguồn lực bên ngoài. Đấy, nếu mà mình huy động, mình tập hợp và mình sử dụng được những nguồn lực và phát huy được tất cả những cái nguồn lực bên trong mình thì đấy, thực sự nó là một cơ hội. Một cơ hội mình kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà kiếm trong bao nhiêu lâu, kiếm trong bao nhiêu lâu, đúng không cả nhà? Nếu mà kinh doanh mà kiếm tiền độ 1 năm, 2 năm, 3 năm đấy nó chưa thực sự là một cơ hội tốt. Nhưng mà nếu mà kiếm cả đời, không những cơ hội kiếm tiền cả đời đấy, và để lại cho những thế hệ mai sau nữa, thì đó có phải là một cái cơ hội tốt hay rất tốt cả nhà? Đấy là một cái cơ hội rất là tuyệt vời đó. Nó trả lời cho mình câu hỏi là kiếm được bao nhiêu tiền và kiếm trong bao nhiêu lâu. Cái cơ hội thực sự nữa là nó không giới hạn về mặt không gian. Đấy, có nghĩa là mình muốn phát triển ở đâu cũng được, nó không bị giới hạn về không gian. Đấy, giống như ngày hôm nay Cường đang ở giữa công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà mình vẫn cứ phát triển ở khắp cả nước này, Hà Nội này, Ninh Bình này, Nghệ An này, Quảng Ninh này, Điện Biên, Sơn La, rồi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, rồi Đà Nẵng, rồi Quảng Nam, rồi Quảng Ngãi, rồi Tây Nguyên, rồi vân vân. Rồi dần dần phát triển ra nước ngoài. Cái cơ hội, cái yếu tố thứ hai vô cùng quan trọng, đấy là nó không bị giới hạn về không gian, nó không bị giới hạn về thời gian, nó không bị giới hạn về không gian, nó không bị giới hạn về nguồn lực. Đúng không? Cái cơ hội làm sao đấy nó không bị giới hạn về nguồn lực để mình có thể phát huy được, phát triển được, thì đấy nó thực sự là một cái cơ hội nó rất là tốt. Đúng không? Đấy, cho nên là chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời, chỉ có cơ hội thì mới có thể thay đổi được cuộc đời. Và thực sự trong cuộc đời này nó có rất là nhiều những cái cơ hội, bởi vì chúng ta biết là có bốn thứ ra đi không bao giờ lấy lại được. Cả nhà comment giúp Cường nhá, có bốn thứ ra đi không bao giờ lấy lại được. Thứ nhất đó là thời gian, thứ hai đó là lời nói, thứ ba đó là cốc nước đổ đi, nước đổ đi đúng không, không thể lấy lại được, và thứ tư đấy chính là cơ hội. Có bốn thứ đấy không bao giờ ra đi, không bao giờ có thể lấy lại được. Chính vì vậy nếu như chúng ta muốn thay đổi cuộc đời thì cần phải có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng để tìm kiếm và đón nhận cơ hội. Và khi cơ hội nó đến ấy, bởi vì mình đang đi tìm hoặc là mình đã sẵn sàng mình đón nhận ấy, thì cơ hội nó đến thì mới có thể sao, nó mới dành cho mình mới có duyên, đủ duyên với nó. Nếu còn mình không có sự sẵn sàng và chuẩn bị để đi tìm kiếm và đón nhận những cơ hội thì có thể có những điều rất tốt đẹp trong cuộc đời này nó đến với mình mà mình không biết, đúng không? Nó vụt qua mắt mà mình không biết, có ai đó dúi cho mình mà mình không biết, đúng không? Có ai đó nói cho mình mà mình không biết, có ai đó muốn giúp đỡ cho mình để tận dụng cái cơ hội đó mà mình cũng không biết. Thế này đúng không? Đấy, cho nên là sao? Comment giúp Cường là chuẩn bị sẵn sàng để tìm kiếm và đón nhận cơ hội. Bởi vì chỉ có cơ hội nó mới có thể thay đổi được cuộc đời. Nếu mình đi làm công ăn lương, nếu làm một cách chính đáng, rất khó có thể thay đổi cuộc đời. Trừ một số hiếm, những cái ghế gọi là ghế thì ít và đít thì nhiều, đúng không? Những cái ghế đấy thì nó ít lắm, và để tranh giành những cái ghế đấy mệt mỏi lắm. Có những cái thứ mà không cần phải tranh giành, chỉ cần học tập phát huy thôi là mình cũng sẽ học tập phát huy hành động và cũng sẽ đạt được. Ok không cả nhà? Rồi, trong một cái buổi sáng đẹp trời đi bộ tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, Cường muốn chia sẻ với cả nhà một chút như vậy. Chỉ có cơ hội mới có thể thay đổi được cuộc đời. Thế cho nên ấy, thì nói lại, cơ hội nó không bị giới hạn về thời gian, không giới hạn về không gian, không giới hạn về nguồn lực, và nó phải trả lời cho mình kiếm được bao nhiêu tiền và kiếm trong bao nhiêu lâu, kiếm được bao nhiêu tiền và kiếm trong bao nhiêu lâu. Đấy, và vô cùng quan trọng và điều vô cùng quan trọng đấy là gì? Đấy là phải chuẩn bị để đón nhận, tìm kiếm và săn lùng cơ hội thì mọi thứ trong cuộc đời nó sẽ vô cùng tốt đẹp. Và xin chào tất cả các bạn, và những bạn nào chưa follow Facebook của Cường thì follow, theo dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi. Và nào mà thấy cái
clip này nó có ích cho bản thân, cho những người bạn của mình, thì vui Cường vui lòng giúp Cường chia sẻ, bởi vì Cường muốn lan tỏa những cái thông điệp, những cái điều tốt đẹp đến cho mọi người, để làm sao đó cuộc sống của chúng ta ngày một vui vẻ, hạnh phúc, ấm no, tự do, giàu có, an lạc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả những người bạn vô cùng tuyệt vời của Phi Cường. Và hẹn gặp lại lần sau con sẽ chia sẻ một cái livestream nó rất là đặc biệt, đúng không? Nó rất là đặc biệt, có 3 mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Đấy, nếu mà mọi người nắm được cái 3 mục tiêu quan trọng này trong cuộc đời thì cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, và hẹn gặp lại cả nhà trên những cái livestream tiếp theo. Bye bye.